Ai muốn đi tour đâu xin mời. Đây con, à, bé này muốn đi tour. Rồi, con tên là gì? Con tên Phương Tiểu Tỉnh. Nó to lên, con tên gì? Con là tên Phương Tiểu Tỉnh. Hả? Nó to lên. Con là tên Phương Tiểu Tỉnh. Tên Phương là gì? Rồi to lên nữa rồi, tên con là gì? Tên thật là Phương Tổng Tỉnh. Có ai không biết thông dịch cho mẹ đâu, lên thông dịch cho tôi, các tôi xin thôi. Con giờ là Tân Tân Phúc Tổng Tỉnh. Con mấy tuổi? 5 tuổi. 5 tuổi học lớp mấy? Lớp lá. Lớp lá, con có muốn đi tu không? Dạ. Có, con muốn đi tu lần cha hay lần sơ? Lần cha. Hả? Lần cha. Lần cha hả? Dạ. Hả? Dạ. Con là cha hay gái? Trai. con tên là gì? Dạ con tên là Phùng Trọng Tấn. À, Phùng Trọng Tấn. Mà sao bác nãy nó nói cái gì vậy? Lại, con tên là gì? Phùng Trọng Tấn. À rồi, biển nó ra rồi, Phùng Trọng Tấn. Rồi con chia sẻ cho mọi người coi về cơ nhìn của Chúa. Dạ thưa cha, con thì con được ơn của Chúa là nghe được bài giảng cái máy của cha, là cháu nó học thuộc nhanh nhất từ bài tin mừng không? Nó thuộc bài tin mừng của cha. Dạ. Nó thuộc bài tin mừng. Rồi, con rồi lấy cái ghế, lấy ghế đứng cho đó, từ cái ghế, rồi đứng trên này. Rồi đứng trên này. Rồi, nó đọc thôi. Chúa gửi đến giáo điểm tin mừng của chúng ta một giáo hoàng tương lai và một linh mục tương lai. Con muốn làm giám mục hay là linh mục? Giám mục. Giám mục. Vậy là chúng ta có một giáo hoàng và một giám mục xuất thân từ giáo điểm tin mừng. Thưa anh chị em, con có biết đọc biết viết chưa? Con có biết đọc biết viết chưa? À? Dạ thưa cha chưa? Rồi nó nghe là sao mà nó thuộc? À, nghe mấy năm trăm bài giảng của cha là cha, cháu nó thích bài nào là nghe mấy hồi là nó thuộc à? Nghe đi nghe lại mấy lần là nó thuộc. Nó thuộc nhiều bài lắm. Dạ, nó ngại nha, cho cháu nó thuộc 5-6 bài rồi. Dạ, có, lòng Chúa thương xót. Rồi, lạy Chúa Giê-xu. Hát bài đi con. Hả? Rồi nó ngại, nó đọc thì nó dễ và nó không quen hát. Rồi nó ngại. Thì anh chị em chúng ta thấy là hôm nay ngày Chủ nhật Chúa Trần Chiên Lành, Chúa gửi đến cho chúng ta những con chiên này. Những con chiên 10 tuổi, con chiên này là 5 tuổi. Nếu những người làm cha làm mẹ
là mục tử mà biết chăm sóc những con chiên của mình. Không phải chỉ có linh mục chăm sóc con chiên, mà ngày hôm nay thưa anh chị em, mỗi người chúng ta là Kitô hữu, mỗi người phải làm mục tử để chăm sóc những đàn chiên mà Chúa trao phó cho mình. Làm cha, làm mẹ thì chúng ta có bổn phận phải chăm sóc con cái của mình. Là ông, là bà thì chúng ta có bổn phận phải chăm sóc con cháu của mình. Là thầy, là cô thì chúng ta có bổn phận phải chăm sóc học trò của mình. Là những người lãnh đạo, là ông giám đốc, là bà giám đốc thì phải chăm sóc công nhân của mình. Và là các ông trùm, bà quản, ông trưởng, ông chủ tịch hội đồng mục vụ giáo xứ thì có nhiệm vụ phải chăm sóc những người giáo dân ở trong giáo xứ, giáo họ của mình. Được Chúa đặt lên làm nhiệm vụ lãnh đạo không phải là để được phục vụ, như là để phục vụ, và Chúa Giêsu nói để hiến mạng sống vì đàn chiên. Nếu ông này, ông là bố mà ông mở karaoke thì nó cũng chỉ biết hát karaoke. Nếu mà người bố mở những loại nhạc tình cho con mình nó nghe. Tôi nhớ có một em bé cũng cỡ tuổi này, cũng đến nhà ông bố cũng khoe, trời con của con nó biết hát, nó biết hát karaoke, nó biết hát nhạc đấy. Bảo vậy thì ra đây con hát cho cha nghe. Em bé cũng bằng tuổi này, chữ chưa biết viết, chưa biết đọc, nhưng mà cũng đứng lên, cũng sành điệu lắm. Thế anh chị em cũng đứng lên rồi cũng giống như là bắt chước ca sĩ, nhẹo nhẹo, mãi mãi anh là người đến sau. Đấy, đấy, vậy đấy thưa anh chị em, có những người làm cha làm mẹ hãnh diện vì con mình nó biết hát những loại nhạc mà không dành cho các em thiếu nhi. Rồi chúng ta lại cho con mình coi những bộ phim cũng không dành cho tuổi bé, và lại cho nó chơi những trò chơi điện tử bạo lực, súng ống, rồi chém giết, đi tìm kho tàng, kho báu. Cho nên chúng ta đã không chăm sóc con chiên của mình. Chúng ta không có làm người, Chúa nói ta là cửa đàn chiên, ta là người chăm chiên và là cửa đàn chiên. Cửa đàn chiên là cái cửa mà để canh gác, không cho trộm cướp ban đêm nó leo vào nó bắt đàn chiên. Người cha, người mẹ, người ông, người bà, người thầy, người cô, người linh mục, người tu sĩ, những người đứng đầu là cái cửa để canh giữ đàn chiên, không để cho kẻ thù, không để cho ma quỷ, thế gian, xác thịt nó xâm chiếm, nó đầu độc đàn chiên của mình. Bởi những phương tiện truyền thông của ngày hôm nay, nếu mà người làm cha làm mẹ, nếu người làm ông làm bà, làm thầy làm cô, làm linh mục, làm tu sĩ, làm ông trùm, bà quản, ông trưởng, làm những người lãnh đạo mà không biết canh giữ đàn chiên của mình, để cho ma quỷ nó vào, nó lợi dụng thời cơ, nó làm cho đàn chiên nó bị đầu độc, nó bị ô nhiễm bởi môi trường xung quanh, bởi bao nhiêu cái phương tiện truyền thông ngày hôm nay, nó làm cho những đứa trẻ nó bị đầu độc. Thưa anh chị em, với cái máy 365 bài giảng này mà ông bố cho nó nghe, nó chỉ nghe 2-3 lần và nó thuộc bài tin mừng. Anh chị em thấy nó đọc bài tin mừng Thánh Gioan nghe đã không? Còn Chúa ở cùng anh chị em đò hoàng ấy chứ. Còn đó là lời Chúa đò hoàng, cái đọc rất là ngon, rất là, còn đọc ngon hơn cả có khi linh mục chúng tôi hỏi bây giờ phải đọc thuộc bài tin mừng đó không, chưa chắc thì chúng tôi thuộc, mà thằng bé này nó thuộc như vậy, làm cho chúng tôi những người linh mục cũng phải suy nghĩ lại, là mình có say mê lời của Chúa hay không, hay là mình là linh mục mình lại say mê tìm tiền của, mình có say mê rao giảng lời Chúa hay không, hay là mình lại say mê đi tìm những phương tiện của thế gian, đi tìm xe hơi nào mà đắt tiền nhất, đi tìm những cái điện thoại nào, đi tìm những đồ nào mà sang nhất, mà đắt tiền nhất, để mình trang trí cho nhà hạt xứ của mình, mình trang trí cho cái phòng của mình, mình tìm hưởng thụ, mình tìm hưởng lộc, mình tìm hưởng lợi, mà không dám hy sinh vì đoàn chiên. Chiên thì nghèo, chiên thì đói, chiên thì khổ, mà người chăn chiên thì càng ngày càng béo tốt, càng ngày càng no nê, càng ngày càng phè phỡn, càng ngày càng hưởng thụ,
như thế Chúa bảo nó không phải là kẻ chân chính, không phải là người mục tử, nhưng mà là chỉ kẻ làm thuê, người chân thuê chân mướn, thấy có nguy hiểm, thấy có khó khăn là bỏ đàn chiên đấy mà chạy, mà thấy có lợi lộc thì chạy đến. Thưa anh chị em, những người làm cha làm mẹ, thưa hãy nhớ đây, những giám mục, những giáo hoàng tương lai đấy cứ kêu không có ơn gọi là vì chính trong gia đình chúng ta có ai chịu vun trồng ơn gọi đâu. Cứ lo cho con mình học cho nhiều vào, rồi chạy trường, rồi chạy điểm, rồi tìm cho nó có chỗ công ăn việc làm, rồi cho nó có tiền, có của, rồi hy sinh đời bố, củng cố đời con, rồi làm biết bao nhiêu gương mẫu gương xấu cho con mình, rồi thì nuôi dưỡng con mình, chăm sóc con mình chỉ bằng những phương tiện vật chất, mà không nuôi dưỡng nó bằng những quán thiêng liêng đây. Thưa anh chị em, cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng nhé. Cho tặng cho con nhé. Dạ. Con cảm ơn cha. Hallelujah. Rồi, con gì nữa con chia sẻ cho mọi người. Dạ, thưa cha, con cũng có gì hơn. Con chúc cha với tổng đoàn mạnh khỏe. Xin cha với tổng đoàn cầu nguyện cho con lớn lên được dạ theo chân Chúa, lòng mục tử cho Chúa. Dạ. Hallelujah. Rồi. Rồi, xin mời giám mục đi xuống. Thank you.